Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh, mình đến từ Celtic Studio. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo phông nền ngoại cảnh với VRank 5 for SketchUp. Ví dụ ở đây mình có một bài do một bạn học viên làm, thì mình lấy đây làm ví dụ thì các bạn thấy là ở bên ngoài trời này mình có một cái phông nền này, thì nhìn cảm giác là bài này nó sẽ đỡ buồn hơn. Chứ nếu mà bên ngoài này mình không có phông nền thì nhìn ngoài cửa sổ này nó chỉ là một cái mảng trắng, nhìn trong nó bài của chúng ta trông rất là cầu thả. Thì cái tác dụng của phông nền nó rất là lớn, nó sẽ khiến cho chúng ta khi mà nhìn qua những cái mảng cửa sổ này, chúng ta sẽ cảm thấy là bên ngoài trông hợp lý hơn. Cái thứ hai là khi mà ở những cái góc mà chúng ta nhìn đối diện với cửa sổ, ví dụ góc này mà nó lại có một cái mảng, ví dụ mảng kính ạ, thì chúng ta nhìn trong mảng kính đó chúng ta cũng cảm thấy là có cái phông nền bên ngoài, có ngoại cảnh ấy, thì nhìn bài của mình nó sẽ đẹp hơn. Để làm phông nền thì nó có nhiều cách. Ví dụ như trong một cái bài về một cái căn hộ như này thì cách an toàn và đơn giản nhất là chúng ta làm một cái phông nền nó kiểu như này, nó là một cái mặt đứng ở một cái dãy phố, thì cảm giác là cái nhà của mình nó là cái nhà mà nó đứng ở trong ngõ hoặc là bên đối diện bên kia đường ấy, nó là một cái khu nhà, nó là một cái dãy nhà, thì nó sẽ rất là hợp lý. Và cách này thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta có một cái phông nền như này là ok, nó không cần phải quan tâm đến quá nhiều thứ. Tuy nhiên là trong các trường hợp mà các bạn muốn diễn họa cho bài nó đẹp hơn, ví dụ các bạn muốn cái khung cảnh bên ngoài cửa sổ của mình nó là thành phố chẳng hạn, hoặc là biển hoặc là cây cối gì đó, thì chúng ta cũng sẽ phải kiếm một cái ảnh tương đương. Ở đây rất đơn giản là chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái mặt phẳng ra như này. Bây giờ mình sẽ lấy cái mặt phẳng này thay thế cho cái phông nền mà mình đang có nhé. Và bây giờ mình sẽ bỏ một cái map vào đây. Ví dụ nếu mà mình muốn làm ảnh thành phố thì mình sẽ lấy cái ảnh thành phố như này. Mình sẽ áp cái ảnh đấy vào đây bằng cách là mình sẽ ấn trong SketchUp là mình sẽ ấn phím B, sau đó mình sẽ chọn đại một cái màu nào đấy mình đổ vào đây, sau đó mình bên này mình vào cái phần Edit và mình xuống dưới này có cái phần Texture, mình ấn vào cái nút này để chỉ đường dẫn đến cái map ảnh mà mình vừa đào về. Đây, ví dụ ở đây mình có cái ảnh này nhá. Sau khi mà mình cho vào thì cái ảnh này nó khá là nhỏ, thì mình sẽ tăng cái kích thước của nó lên ở đây, cho kích thước nó lớn hơn chút. Ví dụ mình để 100 đi, 1000 đi. 1000 vẫn hơi nhỏ, mình để thêm số 0 nữa. Ok, xong rồi. Mình chỉ cần để đại khái này thôi. Sau đó thì mình sẽ về lại cái góc cam này của mình và mình sẽ đi chỉnh nó. Ở đây, mình sẽ đi chỉnh cái ảnh này bằng cách là mình chuột phải vào nó và mình chọn là Texture. Các bạn lưu ý là khi chúng ta chọn vào thì chúng ta phải chọn được mặt phẳng này nhé. Chứ nhiều khi chúng ta không chọn được là chúng ta không chỉnh được đâu. Chúng ta chuột phải này, xong rồi chọn là Texture này, xong chọn là Position. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện những cái tay nắm ghim này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển làm sao cho nó hợp lý trong bài. Với những cái tay nắm ghim này thì các bạn lưu ý là mình sẽ tìm đến cái tay nắm có màu xanh lá cây. Cái này nó sẽ giúp chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái map này lên. Bởi vì là nhiều khi mà nếu mà mình để ở chế độ mặc định như này thì mình cho cái này thì cái map này nó đang bị thiếu hụt cái phần trên này này, cái map nó hơi nhỏ. Cái thứ hai nữa là mình sẽ cần phải căn cho cái map này nó ngang đúng cái đường chân trời. Ví dụ đường chân trời mình ở đây thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái nét hay một cái gì đó vào đây, mình đánh dấu cái vị trí cái đường chân trời chỗ này này đó. Sau đó thì mình sẽ hiện cái map lên là mình chỉnh cái map cho nó. Đây, thì khi mà mình chỉnh map này thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho cái đường chân trời của map nó trùng với cái đường chân trời của model su mà chúng ta đã đánh dấu ở đây. Bây giờ cái map này nó hơi nhỏ thì mình sẽ phóng to cho nó lên chút to nữa này. Ok, mình kéo đây. Chỗ này cảm giác nó vẫn đang hơi hụt thì mình sẽ kéo cho nó to nữa. Kéo map cho nó to nữa chẳng hạn. Đây, rồi mình đặt vào đây. Đó. Mình sẽ cố gắng đặt đây trông nó hơi buồn, trông sao gì cả, thì mình sẽ cố gắng là kiếm một cái vùng mà nó có nhà cửa gì đó nhìn trông cho nó hợp lý. Ok, trông cho nó đỡ buồn. Xong rồi. Như vậy là mình nhìn qua cái cửa sổ này là mình đã thấy được một khung cảnh thành phố. Tuy nhiên ở đây thì nó có một cái vấn đề, đó là nếu mà bây giờ mình bật bóng đổ lên thì cái model này, cái phông nền này nó sẽ chắn mất cái bóng đổ của mình. Bây giờ mình sẽ vào đây mình chỉnh bóng đổ nhá. Vùng shadow này mình sẽ chỉnh xuống đây. Đó, các bạn thấy là chúng ta có thể thấy là cái ảnh này nó đã chắn bớt cái bóng đổ qua cái cửa sổ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thì ở đây mình sẽ làm cái giải pháp như này. Đầu tiên là mình sẽ tạo cho cái ảnh này thành một cái group đã, cho dễ quản lý bài. Sau đó thì trong cái ảnh này mình sẽ kích vào cái ảnh này và mình chọn một cái phần là phần Entity Info. Trong cái phần Entity Info mình sẽ tích vào cái nút là Don't Cast Shadow. Thì khi mình tích vào cái này á, thì cái ảnh này nó sẽ không chắn cái bóng đổ nó đổ vào cái nhà này. Cái góc này có thể là các bạn hơi khó nhìn, mình sẽ quay sang góc này các bạn nhìn cho dễ nhé. Các bạn thấy mặc định các bạn thấy mặc định này không? Đây các bạn nhìn này, bình thường là cái ảnh này của mình nó sẽ chắn cái bóng đổ nên là cái bóng đổ nó sẽ đổ lên cái nhà nhé. Thì bây giờ mình vào đây mình cái các bạn thấy là cái nút cut shadow này nó đang bật đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tích vào đây. Đó, cái ảnh này của mình các bạn thấy là ngay lập tức là nó sẽ không có chắn bóng đổ nữa.
Như vậy thì khi mà mình vào trong cái scene cũ của mình ấy, thì dù mình chỉnh bóng đổ như thế nào đấy chăng nữa thì cái ảnh đấy nó vẫn không chắn bóng đổ. Đó, như vậy đó, các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy bóng đổ nó đổ qua được cái lỗ cửa sổ này vào đây đúng không? Đó, thì đấy là cách để chúng ta chỉnh cho cái bóng ánh sáng nó lùa qua cửa sổ nó vào trong nhà, nó lùa qua cái ảnh nó vào trong nhà. Tuy nhiên là nếu mà các bạn để như này, các bạn render lên ấy, các bạn vẫn thấy cái ảnh này nó chắn ánh sáng như bình thường. Cái việc mà chúng ta bỏ tích cái này thì nó chỉ có tác dụng ở trong cái môi trường viewport, môi trường su thôi, chứ nó không có tác dụng khi mà chúng ta render. Bởi vậy nên là nếu mà chúng ta muốn render ra mà vẫn thấy tia nắng thì chúng ta phải làm tiếp tục một cái bước như sau. Đó là mình sẽ đi mình hút cái vật liệu của cái phông nền này này. Đây, các bạn thấy là mình vào giờ mình mở cái bảng vật liệu của V-Ray lên. Sau đó với phiên bản V-Ray 5 thì mình sẽ kích vào một cái phần đấy là mình thêm một cái thuộc tính là Add Attribute. Mình sẽ chuyển qua cái tab vật liệu là cái tab này nhé. Sorry, chưa nói với các bạn phần này làm hơi nhanh. Là mình chuyển qua cái tab vật liệu. Và sau đó mình thêm một cái tab mình vào cái phần là Add Attribute này. Mình thêm một cái phần nó là Ray Trace Property. Mình kích vào đây. Và mình chọn cái này. Đó, xong, ở đây mình có này. Thì trong cái phần này mình sẽ mở rộng cái phần này ra và mình bỏ tích cái này. Mình bỏ tích nhá, bỏ tích cái này này. Đó, thế là xong. Nhìn chung tóm lại là chúng ta phải làm cả hai phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ bỏ tích cái cast shadow ở trong cái phần entity info của cái component này, của cái đối tượng này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải hút cái vật liệu này và trong bảng V-Ray Asset Editor chúng ta vào phần vật liệu. Sau đó mình sẽ vào cái phần là thêm cái thuộc tính Add Attribute này vào. Đó, và mình sẽ thêm cái thuộc tính là Ray Trace Properties. Sau đó ở dưới này mình sẽ bỏ tích cái phần cast shadow. Đấy là tóm tắt các cái bước làm. Thì như vậy chúng ta sẽ trên hình này chúng ta nhìn thấy ánh sáng nó như nào ấy, thì mình render ra hình mình sẽ thấy y chang và cái ánh sáng nó sẽ xuyên qua được cái phông nền này. Còn trong quá trình làm khi mà chúng ta muốn thay đổi các cái thông tin về ánh sáng, ví dụ bây giờ mình muốn cái ánh sáng nó đang chiếu theo hướng này và bây giờ mình muốn ánh sáng nó chiếu theo hướng này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng một cái plugin tên là Solar North để chúng ta chỉnh cái hướng bắc. Đây mình kích vào đây và sau đó mình kích vào đây, các bạn thấy có một cái đĩa này, mình kích đây. Bây giờ mình có thể thay đổi cái hướng mặt trời tùy theo ý mình muốn, mình thích xoay đâu cũng được. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Thì như vậy cái việc mà chúng ta điều chỉnh ánh sáng mặt trời nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem là cái hướng người góc mà mình vừa chỉnh mặt trời là bao nhiêu bằng cách là chúng ta kích vào cái biểu tượng này. Đây, chúng ta kích vào đây và chúng ta sẽ thấy cái thông tin mà cái góc mình đang chỉnh. Ví dụ ở đây nó đang là 334 chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể nhập số, ví dụ như bây giờ mình nhập góc 300. Ok, đấy, các bạn thấy là cái góc mặt trời này nó cũng bị thay đổi theo này. Ok, video này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.